Sáng nay, thì Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên xét xử phúc thẩm thầy ông nội Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tại phiên tòa phúc thẩm, Võ Thị Diễm My tiếp tục vắng mặt với vai trò người có quyền lợi liên quan. Cha mẹ cô gái này khẳng định con gái không bị bắt cóc như thông tin mà nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai đưa lên mạng xã hội. Trong phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Tùng Vân và nhiều người làm chứng, người có quyền lợi liên quan vắng mặt. Theo cáo buộc, nhóm người sống ở tỉnh Thất Bồng Lai được ông Vân chỉ đạo đăng tải các bài viết, clip lên trên mạng xã hội Facebook và YouTube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc. Việc này nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, Long An, xúc phạm Phật giáo. Chứng cứ trong vụ án này là 5 clip đăng tải công khai trên 2 kênh YouTube do nhóm người ở tỉnh Thất lập ra, quản lý và sử dụng. Hội đồng xét xử trình chiếu 5 clip này, nhưng các bị cáo cho rằng không xác định được clip có đúng hay không và cũng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tại tòa, cha mẹ của Võ Thị Diễm My cũng khẳng định năm 2019, công an mời họ tới trụ sở làm việc và sau đó khuyên Diễm My về cùng với gia đình. Thông tin cô gái này bị bắt cóc như clip từng lan truyền trên mạng xã hội là không đúng. Ông bà ta thì có câu như thế này: chiếc áo không làm nên thầy tu. Và trên nhiều thực tế thì vẫn xảy ra nhiều chuyện nhiễu nhương vì chiếc áo mà ngộ nhận. Để rồi biết bao người trở thành nạn nhân của những cái bẫy lừa. Qua 300 ngày điều tra, truy tố, xét xử, nhà chức trách dần lật tẩy chiêu trò của những người tự xưng pháp danh tu hành tại Tư Gia, được gọi tên tỉnh Thất Bồng Lai ở Long An. Năm 2014, bà Cao Thị Cúc về xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mua nhà đất rồi tự biến thành một cơ sở tôn giáo. Sau đó ông Lê Tùng Vân về đây để sinh sống, tự phong là trụ trì Hòa Thượng Thích Tâm Đức hay thầy ông nội, luôn miệng giới thiệu Tịnh Thất Bồng Lai là chùa. Những người sinh sống trong hộ bà Cúc thiết kế căn thờ Phật trong nhà như chánh điện của tu viện Pháp giáo. Họ đều cắt tóc ngắn, mặc áo tương tự nhà sư, tự xưng là thầy, sư cô, hòa thượng, chú tiểu và làm nhiều clip đăng tải trên mạng tự nhận là chùa, Tịnh Thất của giáo hội. Về lai lịch của ông Lê Tùng Vân, ngành chức năng xác định ông chưa từng tu hành ở chùa nào. Sau năm 1975, ông từ quê An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là có những hoạt động có dấu hiệu lừa đảo từ thiện. Những năm 1990, ông Vân lập ra trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh, giới thiệu là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, chuyên tiếp nhận các khoản từ thiện từ khắp nơi đổ về. Đến năm 2007, tụ điểm này bị phanh phui, hoạt động không phép, bị tố mạo nhận trẻ mồ côi để lừa từ thiện, bạo hành trẻ em. Tuy nhiên chưa đủ chứng cứ để điều tra hình sự nên nhà chức trách khi đó dẹp bỏ cơ sở. Bẵng đi một thời gian, đến khoảng năm 2014-2015, ông Lê Tùng Vân tái xuất hiện tại cơ sở mang tên Tịnh Thất Bồng Lai. Một hình thức bình mới rượu cũ cũng nhắm đến mục đích lừa đảo từ thiện. Có thể nói, hoạt động lừa đảo trục lợi từ thiện xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai biến tướng nhiều tinh vi hơn so với cơ sở trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh trước đây. Sự tinh vi này nhờ có sự tiếp tay của mạng xã hội và lợi dụng cả sóng truyền hình. Chính hình ảnh của những đứa trẻ hồn nhiên đáng yêu và có tài năng mà mang danh trẻ mồ côi làm lay động bao trái tim người tử tế. Từ đây, những nguồn tiền từ thiện trong và ngoài nước đổ về. Tịnh Thất Bồng Lai sau đó cho ra đời hàng loạt kênh YouTube, Facebook với hàng triệu lượt người đăng ký theo dõi và tất cả đều chung mục đích là kêu gọi từ thiện. Bao nhiêu năm nay, Tịnh Thất Bồng Lai đưa ra những thông tin sai sự thật một cách có chủ đích là chùa, là người tu hành, là nơi nuôi trẻ mồ côi và lợi dụng mạng xã hội cũng như sự dễ dãi của các game show truyền hình để đánh bóng hình ảnh. Để rồi dưới cái mát mồ côi, dưới lớp áo tu hành là những chiếc bẫy lừa đảo đẩy, tinh vi.
phút là để đánh vào lòng trắc ẩn và tình thương của người dân.